Theo em thì con trai cần lương bao nhiêu mới có thể đi chữa lành cùng với người yêu được? Cứ có tiền là được. Tiền nhưng mà tầm 30 triệu. 30 triệu liệu có đủ không? Không. Không. Trời đất ơi, thế mà sao bỏ 30 triệu? Đến nay em đoán ước chừng thế thôi. Thế là cụ thể là phải cần bao nhiêu là? Càng nhiều càng ít. Kiếm đồng giao quá. Cụ thể có một con số. Thôi cứ cho 50 đi. Tao lại khép đít, tao lạy mày. 50. À, thế là nếu mà đi chữa lành với người yêu thì sẽ đi chữa lành ở đâu? Đi du lịch. Ở đâu? Ở Phú Quốc. Có nhớ chưa? Đi xa đấy. Còn sao? Nhưng mà xa đẹp. À, thế là đi Phú Quốc là sẽ con gì chơi? Đi biển. Thế ra đấy là làm gì với người yêu nhỉ? Làm nhiều trò. Ví dụ cái trò nào mạo hiểm với cả khoái khoái em thích. Mạo hiểm với cả khoái khoái em thích. Mạo hiểm với khoái khoái. Thế là chơi trong màu tối à? Cái gì vậy bà nội? Mạo hiểm mà. Cả bóng sáng nữa. Kế à? Bóng sáng. Vâng. Cả đêm lẫn ngày luôn. Chơi hết. Chơi hết. Từ mọi lúc. Thế anh nào xu hướng đấy? Chưa có anh nào. Chưa có anh nào. Đang ngồi đợi. Thôi bây giờ anh đến rồi này. Bây giờ đi luôn này. Này đặt vé máy bay mai đi Phú Quốc. Nhưng mà có một cái quan trọng là lương anh bao nhiêu? Thôi. Hả? Lương 3 triệu. Ôi. Thôi. 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 Khi tôi sinh ra mang được ngay những con nhà. Theo em thì con trai cần lương bao nhiêu để đi chữa lành với người yêu? Nghĩ là kiểu hai đứa cũng đi làm rồi ấy. Nên là cũng có thu nhập rồi thì sẽ tầm em nghĩ là 30 gì đó. 30 nghìn à? 30 triệu. Thì có thể dư giả hơn, đi chơi nó thoải mái hơn. À, thế là em sẽ đi ở đâu? Chữa lành ở đâu? Đi khi nào hết tiền thì về. Cái gì nói vậy mẹ? Hả? Khi nào hết tiền thì về. Nhưng mà đi ở đâu mà? Nếu mà được thì đi ở nước ngoài thì ok hơn. Ôi giời ơi. Đi nước ngoài luôn. Hoặc là đi Đà Lạt các thứ chẳng hạn. Đà Lạt. Đấy là em ước mơ như thế, còn chưa được đi. Chưa được đi. Sắp tới sẽ đi cùng người yêu. Sắp tới thì có thể maybe đi Đà Lạt thì sẽ làm gì? Đi chơi. Chơi bình thường thôi, đi healing, chữa lành, đi chụp ảnh. Đi ăn. Ăn uống. Ăn nhau không? Ờ chưa, tôi không biết. Được đi chữa lành là phải ăn nhau thì mới chữa được lành ấy. Không, đi chơi nữa chứ, đi chơi em thích, đi chơi em thích chụp ảnh thôi. Thế à? Vấn đề đấy thì đâu người yêu em thích. Không, người yêu em cũng có thích mấy đâu. Không, người yêu em cũng có thích mấy đâu. Theo em thì con trai sẽ cần lương bao nhiêu để đi chữa lành? Nói chung là lương nhiều hay ít không quan trọng, nếu mà ví dụ bạn ấy có kiểu tiết kiệm được ấy à, thì nếu mà là người yêu em ấy thì cần lương bao nhiêu ấy hả? Ừ, để đi chữa lành cùng với em. Em nghĩ ai làm lương bao nhiêu tiền cũng xứng đáng được đi chữa lành ấy. Đúng này. Lương như thế nào cũng được ấy, không quan trọng lắm mấy cái vấn đề là lương bao nhiêu thì được đi chữa lành ấy. Đúng đúng. Nên là ví dụ mình có ít tiền thì mình đi chỗ gần, mình đi chỗ rẻ thôi, còn nếu mà mình có nhiều tiền hơn thì mình đi xa, mình đi ở đâu đó chiêu chiêu kiểu vậy. Đúng, hợp lý. Thì cho một con số cụ thể đi, khoảng nếu mà là người yêu em. Thế thì hay nói người yêu cũ đi. Quá là tuyệt vời luôn. Ok. Tại vì hiện tại bây giờ em không có người yêu ấy. Okay. Người yêu cũ em thì lương dao động 50-60 triệu. Khủng vậy. Thế là em với người yêu sẽ đi chữa lành ở đâu? Ừ, bình thường thì bọn em hay đi xa là... Ví dụ đi Sapa hay là đi vào Hồ Chí Minh các thứ. Nói chung là đi sẽ đi xa ấy. Ok. Thế là lúc em đi chữa lành mình sẽ làm gì? Mình đi chơi, mình đi dạo, đi cà phê, đi ăn với nhau. Thường thì ăn em nhau. Sẽ rất là thích. Thằng thanh con này. Đi ăn với nhau. Em nói rõ ràng mà, ba từ. Rõ ràng là ba từ nhưng mà anh nghe thành hai từ ấy. Nghe nhầm đi. Thì kiểu đi ăn với nhau. Thì em rất là thích ẩm thực ở bất kỳ một tỉnh thành nào thì cũng sẽ có những cái ẩm thực ngon của cái tỉnh thành đấy. Nên là em thì đi thì em thích khám phá ẩm thực. Thế à, hay đi ăn tối cùng bữa tối? Biết đâu em lại là bữa tối người ta. Thế là bình thường một tháng đi chữa lành mấy lần? Công việc cũng bận đấy anh. Thì nếu như mà có thời gian thì thu xếp được thôi ạ. Kiểu ví dụ bình thường bận thì cũng khó. Theo em thì con trai cần lương bao nhiêu để đi chữa lành cùng với người yêu? Em nghĩ trung bình là 15 triệu đủ. 15 triệu, có đủ không? Thế 15 triệu thì đi chữa lành ở đâu được? Ví dụ như kiểu gần đây có Hải Phòng, Quảng Linh hoặc là Hạ Long. Đi chữa lành với người yêu thì sẽ làm gì? Vướng cái chó gì mày? Đi ngắm cảnh, xong rồi chụp ảnh và kiểu tham quan các địa điểm ở đấy. Thế còn làm gì đâu? Hay chỉ làm mỗi thế? Trước mắt em nghĩ thế thôi. Trước mắt nghĩ thế thôi. Em chưa được đi bao giờ, em không biết nữa. Chưa được đi bao giờ? Thật đấy. Thật. Thế anh lương 3 triệu đấy, rất đi nhá. Được ạ. Được. Thế mai luôn nhá.
về sắp vali hành lý đi. Em sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Được, nên mai anh còn đón. Tí nhớ gửi địa chỉ cho anh nhé. Ok. Cho bạn thì con trai cần lương bao nhiêu để đi chữa lành cùng với người không yêu? Không cần lương cũng đi chữa lành được chứ sao? Làm sao vậy? Sao không cần lương đi đâu chữa lành được? Đâu cần gì phải lương. Nhưng mà là không có lương làm sao có tiền? Cần gì phải tiền? Ảo thật đấy. Đối với mình thì chỉ cần có người yêu bên cạnh là chữa lành rồi chứ cần gì đi đâu. Nói thế chịu rồi. Nếu với cá nhân mình thì mình chỉ cần bên cạnh người yêu chứ không cần tiền, không cần lương bao nhiêu. Thế à? Chỉ cần bên cạnh người yêu thôi. Đúng rồi. Nhưng không cần là lương bao nhiêu. Không thế người yêu lương 3 triệu thôi. 3 triệu thì nếu mà lương mà chỉ có 3 triệu thôi thì chắc cũng không có tiền để đi chữa lành đâu. 3 triệu đấy chắc chỉ đủ tiền nhà, tiền ăn thôi chứ chữa lành gì nữa. Cái chữa lành trong nhà, nhưng mà chữa lành là sẽ làm chữa làm những gì? Chúng ta sẽ cùng nhau dọn nhà, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn. Ăn gì? Ăn tối không? Ở kìa. Ăn tối cùng bữa tối á? Thì ăn các bữa đó. Sao lại cứ nghĩ một lúc xong rồi nó lại ra cái kia. Theo hai bạn thì con trai sẽ cần lương bao nhiêu để đi chữa lành cùng với người yêu? Lương bao nhiêu chữa được này? Ví dụ như bạn hiện tại là bao nhiêu? Em vô sản. Chưa đi làm. Chưa đi làm à? Đang học à? Vâng. Thế là các bạn có đi chữa lành không? Không. Không luôn à? Em lành rồi. Kiểu đi chơi, đi du lịch gì đấy. Hay là xả stress các kiểu gì đấy. Đây bọn em đang đi chơi xả stress đấy. À, đi chơi à? Hay là đi chữa lành ở hồ Gươm à? Không cần lương cũng đi được ạ. Mà nếu mà thường ấy, mà người ta sẽ đi chữa lành thì người ta sẽ đi những đâu? Như bọn em ấy. Đi cà phê. Đi cà phê. Đi ăn. Đi dạo. Vì không có tiền thì mình đi những cái miễn phí. Đi chữa lành về xong tình cảm có tăng lên thế nào? Thế xui. Chụp ảnh xuống ấy. Mới phải là vào lên đi. Cái này đó là cảm xúc. Cảm xúc. À, cảm xúc thì tưởng là tối thì bắt đầu cảm xúc có dâng trào. Có. Ok, anh hết rồi. Cảm ơn em. Em bảo ơi. Con trai cần lương bao nhiêu để đi chữa lành với người yêu nhỉ? Em nghĩ là tầm 30 triệu gì đấy ạ. Có đủ không? Chắc là đủ ạ. Thế nếu mà đi chữa lành với người yêu thì em sẽ đi ở đâu? Em nghĩ là sẽ đi trong nước, đi Hạ Long chẳng hạn. Ra Hạ Long thì có gì chứ? Em nghĩ là có bãi cháy. Các khu bên đấy nói chung là cũng nhiều ạ. Em thấy nhiều khu vui chơi ạ. Ra đấy mình sẽ làm gì với người yêu? Chắc là làm nhiều thứ ạ. Ví dụ một vài cái xem nào. Đi dạo, đi ăn, rồi là đi chơi chẳng hạn. Có đi tắm không? Chắc là có. Bây giờ ra Hạ Long phải tắm biển chứ. Đúng rồi, ra Hạ Long phải tắm biển chứ anh. Theo em thì lương con trai bao nhiêu để có thể đi chữa lành cùng với người yêu? Đấy là còn tùy là đi chữa lành như nào ạ. Thế em thì đi chữa lành sẽ như nào? Tại bọn em chưa có bao giờ nên là bọn em không có kinh nghiệm. Thế có đi chữa lành với bạn không? Có, đây, em đi chữa lành với mấy đây. Thế là bọn em chưa kịp rách đã đi chữa lành rồi. Đi chữa lành ở đâu? Đây ạ. Em đi đua xe này. Chữa ở đây, chữa từ lành thành rách luôn à?